Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái máy khoan nè. Đây. Cái máy khoan này có mã là M8101B ha. Cái máy này của của thương hiệu Makita MT. Đây là thương hiệu, đây là một thương hiệu của nước Nhật Bản ha. Nhưng mà sản xuất lại ở tại Thái Lan ha. Made in Thái Lan. Như các bạn có thấy nè. Nó sản xuất vào năm 2019 nha, tháng 11 2019. Xuất xứ tại Thái Lan. Máy này là máy khoan búa cầm tay hoạt động bằng cơ điện nha các bạn. Kích thước của cái hộp này là 30 x 8 x 20 cm ha. Thì cái phiên bản M8101 này B này nha. Nó có một cái phiên bản nữa là M8 M8100 nha. Thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ cái núm bặn của cái đầu khóa này thôi. Đó. Ok. Mình nhìn sơ vào hộp nha. Ok, thì trong hộp có gì? Thứ đầu tiên mà không thể thiếu đó là sách hướng dẫn sử dụng. Cuốn này chắc không ai đọc đâu ha. Ok. À, các bạn thấy nè. 8100 và 8101 nè. Đấy. Mình sẽ đọc sơ qua công suất cho các bạn nghe nha. Các bạn có thể thấy nè. Đấy. Thì cái máy này MT8101 này á, nó có thể khoan bê tông được 16 mm, khoan gỗ là 30 mm, khoan thép sắt là 13 mm ha. Tốc độ không tải của nó là từ 0 đến 3200 vòng phút ha. Số lần búa đập của nó là từ 0-48.000 vòng phút nào. Chiều dài của cái máy này là 295 mm và độ nặng của nó là 2 kg ha. Cấp độ an toàn của nó là mức ở mức 2 nha các bạn. Ok, ngoài sách hướng dẫn dụng ra trong hộp còn có gì nữa? Trong hộp còn có một cái bao thân như thế này nè, mình mua ở đây nha. Đây, mua là kết nối tiêu dùng. Ok. Thì trong bao thư này có gì? Trong bao thư này nó sẽ có một cái phiếu bảo hành nè các bạn. Đây. Phiếu bảo hành. Đây. Và cái giá của cái sản phẩm này là bao nhiêu? Các bạn có thể thấy là 1.026.000 nha, và tiền ship là 45.000. Đây. Hai giấy lận. Ok, cũng một bên. Tiếp theo là phần kho quan trọng không thiếu, đó chính là cái máy ha. Ok nè. Đây là cái cây mà lấy đo độ sâu nè các bạn. Đo độ sâu. Độ sâu của máy nè. Mình tháo nó ra bớt cho ta. Đây là cái tay cầm nè các bạn. Đó, tháo được rất là đơn giản nè. Chỉ cần dặn thôi. Cái cây như thế này nè. Cái đường kính của cái dòng xoay này là 1.5 đến 13 mm này. Đấy. Đây, cái này thông số này. Đấy. Ok, ở trên cùng thì nó có hai chế độ, mà chế độ khoan búa là hai cái búa không, cái búa và chế độ khoan thường nè. Ok, ở phía bên tôi trái bên mặt trái này các bạn có thấy đây là nút bóp cò này. Nút này nút giữ nha, giữ giữ cò, đè vô các bạn bấm nút bên đây.
lúc mà máy chạy các bạn đè lúc này vô, các bạn bấm lúc này luôn thì nó sẽ lún sâu vô là nó thực sự động quay ha. Ngoài ra thì các bạn có thể tháo mấy con ốc trong này ra nè, để thay cái ống than, cảm ơn ống than. Còn về chiều dài dây thì 2 mét các bạn, khoảng 2 mét. Chiều dài dây mình nghĩ không tới 2 mét, nó cỡ 1m89, nói chung gần 2 mét thôi chứ không tới 2 mét đâu các bạn. Màu xanh rất là đẹp các bạn. Các bạn nhớ là mua hàng chính hãng là cái tem này là tem 7 màu nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái tem 7 màu này. Rồi kích hoạt được con mã rồi sẽ bảo hành nha các bạn. Nè, các bạn có thể thấy nè. Đấy. Ở đây mã Makita ha. Đó, máy này có công suất là 710W nha các bạn. Xài điện 220V 3,4A nè. Tốc độ không tải của nó là từ 0 cho đến 3.200 một vòng trên 1 phút nè. Còn tốc độ mà búa mà dập của nó là từ 0 đến 48.000 trên 1 phút nha các bạn. Đó, và máy này là của thương hiệu Nhật Bản. Makita của Nhật Bản nhưng mà xuất xứ ở Thái Lan nha các bạn. Đây, Made in Thái Lan nè. Trong tầm giá khoảng 1 triệu cái máy này, các bạn có thể khoan tốt mà đó. Khoan trong ngân sách sử dụng nó có ghi nè, khoan bê tông là 16 mm nè. Đó, 16 mm rồi. Giờ khoan khoan gỗ là 30 mm, cho khoan thường là 13, là khoan sắt thường là 13 mm. Đây nó cũng có ghi nữa nè. Đó. Khoan bê tông là 16 nè. Khoan khoan thép là 13 nè, khoan gỗ là 30 mm. Đây là cái tay cầm của nó. Mình sẽ gắn cái tay cầm nó vô nha. Gắn tay cầm các bạn thấy có cái khớp ở đây nè, có cái ngắn ở đây nè các bạn thấy không? Đó. Đó, các bạn phải ngay vô. Cho nó vừa khít như thế này ha. Rồi. Sau đó các bạn mới bỏ cái cây trên xuống. Rồi các bạn mới xoay cái này ha. Các bạn xoay vừa đủ cứng thôi nha, đừng có xoay mạnh quá nó bị lờn cái răng này không. Còn cái cây này là cây để đo độ sâu, là để gắn vào cái để đo. Mà muốn lấy cái cây này ra thì nới rộng cái khung giữa ra xíu để xoay lại nhét cây ra được. Đó. Nguyên một cái combo của nó đây. Đây. Máy này hơi nặng các bạn 2 kg thôi, cầm nhiều mỗi tay. Nhưng mà nghĩ là các bạn khoan tường, khoan ở nhà, khoan trong gia đình đó. Cái máy này dư sức nè các bạn. Máy này đi công trình cũng có thể khoan nha. Đó, các bạn nhìn sơ một lần nữa nè. Và ngoại hình của nó nè, khá là đẹp ha. Như một cái súng vậy. Như một cái súng vậy. Bóp cò. Ok. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe tiếng tiếng máy nổ của nó nha, tiếng máy mà cũng như là test luôn cái chế độ gọi là giữ. Đây, các bạn có thể thấy.
đó các bạn hãy nghe tiếng máy đó. Còn mình đang quên giới thiệu, đây là cái nút chuyển chuyển chiều nè, các bạn thấy dưới đây không, các bạn thấy dưới đây nè, gạt qua này gạt lại là chuyển chiều đó. Đi dẫn ốc hay là xe ốc vô đó, à, dẫn ốc dài thiệt nha, à, chuyển chiều đó. Các bạn nghe tiếng máy của nó nha. Đó, kêu là kêu thì kêu đó. Và khi các bạn bóp, các bạn có thể bóp lúc này để cho nó kêu hoài luôn nè, để cho nó cái nút bên đây là để khi nào các bạn bóp mà các bạn đè lúc này luôn là nó sẽ đẩy hoài luôn, các bạn khỏi phải bóp và đè hoài. Đó, kêu đã. Ok, tiếp theo sẽ là phần thực hành vào thực, các bạn cùng xem tiếp nhé. Rồi cái kia gỗ rồi xong. Mày đút vô mày thấy cái làm như mày thấy cây lắc không? Nó rảo không? Nè, khi mày phang bóp mạnh nó là bắt đầu nó mới cây ngay cây này, nó cái cây cái cốt hơn rồi, cốt ở trong cái chân á. Nó mình đã tà đó, nó bung đầu không được. Nè, nằm nó thẳng nè. Cái mũ khoan là giỡn rồi, hàng khác khoan này hư rồi, bữa nào hơi ghế, bữa nào nhầm đi nhắc tôi ghé cho tiệm hợp đó ghế ấy đó. Rồi mày muốn ấy không, của ai giỡn thường nha, thôi được rồi, tặng mày múc mày khoan ra cái gì thường đó. Không, mày dính chỗ này nó có khớp ngắn này nè, ngắn đĩa vô nè, mày mở về bên xuống này nè, còn bắt đầu xí qua bên kia là vô, còn mở xuống cái cạch rồi lấy ra, giờ mở thêm nữa, mở thêm rộng ra mới lấy này ra. Nhưng mà mày trước khi lấy ra mày khoan này lâu rồi, mày để cho nguội nha. Bóc vô cái đinh này, bắt vô cái này nóng không chết à, nhớ không? Ừ. Còn mình muốn phan bự nữa thì mở hết lỗ là cái này được 13 ly, là nó bự bằng cái con bù lon bự á, nó hiểu chưa? Lúc 13 ly cái này nè, cái bông 13 ly đó. Nè, 10 ly nè, nhớ không? Có 10 ly con này lọt không? Cái này đã đề 13 ly đó, nè mình thử nè, nè đi lọt đâu lọt không? Này cũng cỡ 10 ly rồi, 8 ly rồi, đó, thấy chưa? Thì mình chỉ chiếc kia thôi, vô dĩ nhiên là khỏe, khỏi xài cái kia, khỏi xài cái đồ cây mở kia. Chợ cái này bôi dính thôi, không sao, bình thường mì lơ sơ cũng được làm chứ. Có thằng này vui chợ mày, mày chiếc cũng chặt. Thằng này làm cái răng cưa này dễ cái gì, dễ tuột nha. Đó, chiếc cứng chút nữa. Tôi sợ nó mòn cái răng của miếng cao su này hôm nay nè. Cái này là cây cốt, con ốc, bù lon. Cầm gì để vô đúng nè, thấy mấy người ở nhà về ta đổi ra không cầm ngang. Cầm ngang, ví dụ cái cây này đứng là đúng rồi đó, bóp còi đứng. Còn cái cây này thì cầm ngang nè, đẩy phụ vô cái chiều ngang, đâu có đẩy bằng cái chiều đứng này vô. Hiểu không? Chiều ngang đẩy không giờ mạnh. Rồi. Dịch. Tôi lấy cái thùng dẹp hay là mày vậy? Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc gì về cái máy đó hay những câu hỏi gì này, các bạn hãy đặt comment dưới nha. Cái video mình sẽ trả lời các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn đến những clip tiếp theo. Bye.